Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 15, câu 1 đến câu 3, câu 11 đến câu 32. Một hôm, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Một người kia có hai con trai, người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở nợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi, anh ta đứng lên đi về cùng cha. Bấy giờ, người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Vậy họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: Em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Anh chị em thân mến, tục ngữ có câu: đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Cả kẻ chạy đi và người chạy lại đều là những người đã mắc phải lỗi lầm. Nhưng kẻ chạy đi là những người không biết hối hận, vẫn tiếp tục phạm lỗi dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Còn người chạy lại là những người đã nhận ra được lỗi của mình và quyết tâm khắc phục sửa chữa. Trong đời sống đức tin, con đường dẫn chúng ta đến với Chúa nhanh nhất đó chính là biết hối cải để quay trở về với Chúa. Qua trang tin mừng chúng ta vừa nghe, người con thứ dù tội lỗi tày trời nhưng anh ta biết quay đầu lại bờ bằng cách nhận ra lỗi lầm để rồi trở về thú tội với cha của mình. Điều mong ước của người con thứ chỉ muốn được về nhà cơm ngày ba bữa, chứ ngoài ra anh ta không còn nghĩ đến thân phận làm con. Nhưng không ngờ, người cha đã làm cho anh ta hết sức ngạc nhiên bằng cách là tha thứ hết lỗi lầm cho anh
và còn tiết đãi tiệc mừng vì anh ta biết hối cải quay trở về. Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Hình ảnh người cha chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Nhưng chúng ta có biết nhận ra để xin Chúa thứ tha cho mình hay không? Hay chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa là một người cha keo kiệt, khắt khe với con cái giống như người anh cả đã suy nghĩ? Nhìn lại đời sống của mỗi chúng ta, có lúc mình đóng vai là người con thứ, nhưng lúc khác lại đóng vai là người con cả. Nhưng khi nhìn lại từ tận đáy lương tâm, có lẽ ai cũng muốn mình giống người con thứ, chứ không ai muốn mình là người con cả. Vì đã làm người thì ai chẳng có lỗi, điều quan trọng là biết sửa sai để được tha thứ giống như người con thứ. Con đường ngắn nhất để giúp chúng ta đi đến với Thiên Chúa là sự hối cải. Chúng ta là tội nhân nên Chúa mới đến trần gian để cứu độ chúng ta, như lời Chúa đã từng nói: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Chúng ta đang sống trong tâm tình của mùa chay. Đây là cơ hội giúp chúng ta hoán cải để trở về với Chúa. Hoán cải bằng cách lãnh nhận bí tích giao hòa, hoán cải bằng cách quyết tâm không phạm tội nữa. Vì một người tội lỗi biết quay trở về thì kẻ trên trời cũng vui mừng, như lời Chúa đã nói. Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Amen.